Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất đẹp giá rẻ, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Một vị trí rất là thích hợp để chúng ta mua xây cất một căn nhà vườn, biệt thự ở nghỉ dưỡng, hoặc là chúng ta mua để dành hay là để đầu tư với một mức tài chính thấp anh chị nhé. Trên màn hình chính là lô đất với diện tích ngang là 8m và dài là 38, tổng diện tích trên sổ là 310m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, đã được anh chủ san lấp cao ráo bằng đường cũng như là xây ranh rất là rõ ràng anh chị nhé. Ngang 8m, dài 38, anh chị mình xây cất một căn nhà vườn rất là đẹp. Đường đá xanh trước đất rộng 4,5m, cách đường tỉnh lộ 9 khoảng 1km. Vị trí này thuộc địa phận của xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách trung tâm Sài Gòn, quận Nhất khoảng 38km anh chị nhé. Và lô này có một mức giá rẻ chỉ có 1 tỷ 600 triệu Việt Nam đồng là giá chốt và bao thuế phí công chứng sang tên. Thời điểm hiện tại thì cũng rất là khó bán do là ít người mua, nhiều người bán, cho nên nếu có rao cao thì cũng không có khách quan tâm. Chính vì thế mà thời điểm này Biển Xanh luôn luôn là thương lượng và làm cái mức giá cũng rất là hợp lý và phải chăng. Và khi rao lên là gần như giá chốt rồi. Có chăng thì anh chị chủ người ta chỉ bớt chút lọc may mắn thôi anh chị nhé. Lô này là ngang 8, dài 38, giá chốt 1 tỷ 600 triệu Việt Nam đồng, sẽ bao tất cả chi phí sang tên. Chúng ta không phát sinh bất cứ chi phí nào. Phong thủy của lô này là hướng Bắc và thuộc xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An.